À, hôm nay thì trại chó Phú Quốc Sài Gòn sẽ làm một cái video nói về việc chi phí để cho ra một con dinh dưỡng nè, rồi định giá một con chó con, rồi quy trình sinh sản của nó. Thì bỏ qua yếu tố là đầu tư con giống nha, chuồng trại. Thì cái việc mang thai của chó thì nó trung bình là từ 2 tháng nó sẽ sinh sản, là mình tính ngày nó phối giống. Thì quy trình bên mình á, nếu mà bạn kỹ á, thì trước khi phối giống là nó mới rớt máu á, là mình cho sử dụng cho cái rồi. Sử dụng xong rồi á, mình phải tiêm phòng cho nó, mà tiêm phòng mũi bảy bệnh nếu kỹ á. Còn không thì mình có thể bỏ qua bước này, chỉ sử dụng chứ thôi. Thì chi phí mà sử dụng một con thì nó cũng phải tốn vài chục ngàn à, không nhiều. À, rồi cái tiêm phòng á, thì giá của nó khoảng chừng 150 ngàn một liều, đó là mình tự về chích. Còn mà nếu mà bạn thuê người chích á, thì chi phí nó cao hơn nhiều. Rồi đó là một chi phí. Thì trong quá trình mà nuôi con chó bầu á, là nó 60 ngày, thì trong 60 ngày đó thì nó sẽ tốn chi phí như thế nào? Trung bình ở trại mình, một con chó mình nuôi á, là chi phí từ 15 đến 20 ngàn một con, mà thức đồ ăn á, một ngày nha. Thì một ngày 15 20 ngàn, vậy trong vòng 60 ngày nó chó bầu mang thai á, thì nó tốn bao nhiêu? Nó rơi khoảng đây coi, 1,2 triệu đúng không? Nhưng mà chó bầu á, thì mình phải dinh dưỡng nó phải gấp đôi hoặc là gấp rưỡi. Thì cái chi phí mà gấp rưỡi đó thì nó rơi khoảng trong 1,5 triệu đến 1,8 triệu đi. Rồi tiền sổ dung xin cho gần bảo vệ gần 2 triệu đi, là một trong cho má cho bầu nó tới lúc nó đẻ. Thì lúc mà nó đẻ xong thì cái này gọi là hên xui. Thì chó cái nó đẻ có thể là từ một con cho tới 10 con. Cái này hên xui nha. Nếu mà kinh nghiệm như bên trại hoặc là một số trại khác hoặc anh em khác nuôi kinh nghiệm á, người ta nhìn bụng nó đoán được con đó, thì nó đẻ, nói chung là đẻ mà đẹp nhất á, mình thấy theo mình kinh nghiệm đó, từ 4 đến 7 con là đẹp nhất à. Đừng ham nhiều quá, cực lắm. Rồi cái đó là sự hên xui. Thì trong quá trình mà nó đẻ ra, từ ngày mà nó đẻ cho tới ngày mình xuất chuồng là khoảng 2 tháng. Thì quy trình của mình á, là nó được 30 ngày tuổi là mình sử dụng mật đầu, thì mình lại tốn phí. Cái phí đó thì một con thì nó cũng không đáng kể nhiêu đâu, nó khoảng chừng vài chục ngàn à đó. Rồi cộng thêm sau 2 đến 3 tuần nữa sau khi sử dụng xong thì mình sẽ tốn một cái khoản phí nữa, là nó tầm khoảng 100 đến 150, tùy theo số lượng bạn mua mua thuốc tiêm phòng nha. Cái đó gọi là mũi năm bệnh đó, tiêm phòng năm bệnh cho con. Sau đó là quá trình từ tiêm mũi năm bệnh xong, nó khoảng cỡ 2 đến 3 tuần đó, 3 tuần nữa an toàn, bạn tiêm thêm một mũi là mũi bảy bệnh. Thì mũi bảy bệnh giá trung bình nó khoảng 150 ngàn. 150 ngàn đó mà bạn, đó là bạn mua sỉ đó. Còn bạn ra ngoài tiệm thuốc đó, người ta chích tiền và tính bạn một con bao nhiêu tiền. Thì vỏn vẹn một con chó con mà từ lúc mà mới sinh ra cho tới mà xuất trại được á, thì nó bèo bèo á, mình tính sơ sơ nó mừng 500 ngàn rồi. Cái đó là hên xui nha. Gặp mà con chó mà cơ địa nó hấp thụ yếu á, là buộc lòng phải tăng cường canxi vô, hoặc là nó bị bệnh này nọ mình phải chữa trị á, lại tốn phí nữa. Thì cái phí đó thì cộng vào thì một con chó con nó trung bình khó nói lắm, từ 500 đến 1 triệu cũng có nữa. Đây coi. À. Đúng không? Thì vậy để mà xuất chuồng ra một con chó mà với giá tiền như vậy, giờ mình bán ra như thế nào?
ở Việt Nam mình nó vui lắm, người ta cứ nghĩ chó là phải cho rẻ 500, 600, 700 ngàn. Mà mình nói được, chết cha, mình làm chạy tới thời điểm đó nha, là mình thấy tốn quá nhiều. Tại vì nãy giờ là mình nói liệt kê tiêm phòng thôi, còn mà chó con khoảng chừng 30 đến 30, 40 ngày tuổi là nó ăn được rồi. Mà khẩu phần ăn của nó cũng rất là nhiều. Riêng dòng Phú Quốc này ăn cực kỳ bạo, nó ăn hơn gấp mấy lần, như gấp 2 lần con chó bình thường. Thì các bạn tính đi, 500, 700 ngàn hay 800 ngàn á, tiền giá vốn mình á, nuôi cho tới khi mà xuất chạy á. Vậy hỏi sao mà bán con chó mà chịu được. Bỏ qua chi phí nè, cho nhân viên nè, hốt xịt nè, rồi đầu tư chuồng trại nè, đầu tư con chó giống nè, rồi chưa kể là chó nó đạt chuẩn hay không. Gặp mấy con chó con mà nó bị lỗi thì buộc lòng mình phải bán rẻ, mà rẻ quá nhiều lúc cho tặng hoặc là bán cực kỳ rẻ luôn để cho anh em vui. Mà những con mà cho tặng hoặc bán rẻ đó là cũng là tiêm phòng sử dụng đàng hoàng đó. Thì các bạn cứ suy nghĩ đi, làm sao mà bán con chó được dưới 1 triệu là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai nữa là làm bạn có dám chắc một bầy đó đẻ ra được số lượng khoảng từ 5 con đến 7 con, 4-7 con, hay là trong quá trình đẻ ra nó còn hao hụt vài con rồi, hoặc là nó còn tốn này nọ nữa. Vì bạn phải tính hết cái tất cả yếu tố đó, đúng không? Tính luôn tiền luôn mà dinh dưỡng cho chó mẹ mang thai. Thì đó, mình nói thiệt, nếu mà bạn nuôi giá thể 1 con 2 con thì làm sao. Nếu bạn nuôi nhiều như bên trại mình, bạn phải phá sản nếu mà không có đam mê. Đó là nói thật sự, nếu mà về phương diện chạy mà để nó bán con chó mà dưới 1 triệu là mình phải là lỗ chứ không có lời đâu. Rồi mình sẽ làm thêm một cái clip về nói lại sao chó rẻ cho mắt nha.